Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thấm cũng đã đến thăm và tặng quà tại làng trẻ em SOS trong chiều nay. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ghi nhận nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công nhân viên tại làng trẻ em SOS đã dành sự quan tâm cho các em nhỏ tại đây trong thời gian qua, đồng thời khẳng định lãnh đạo thành phố luôn tạo điều kiện để làng trẻ em SOS hoạt động hiệu quả, trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội của Đà Nẵng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Tăng Hoàng Hôn thấm, chúc các em nhỏ tại làng trẻ em SOS một mùa trung thu ấm áp, vui vẻ tại ngôi nhà chung, đồng thời mong muốn làng trẻ em SOS tiếp tục chấp hành các quy định phòng dịch, chung tay cùng thành phố đẩy lùi Covid-19.